Kênh bán nhà quận 7 chính chủ xin kính chào đến cô chú anh chị nha. Hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại hẻm 1927 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha cô chú anh chị. Nhà mình thì hẻm trước nhà được 3 m, còn mà ở ngoài cách xa hơi nó khoảng chừng 50 m nha cô chú anh chị. Nhà này thì có diện tích ngang 4, dài 14 m, nhà một trệt một lầu, 3 phòng ngủ 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 3 tỷ 3 nha cô chú anh chị. 3 tỷ 3. Rồi em quay trước đường xong để cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong nhà mình nha. Đây trước đường mình đây. Đây trước cái sân nhà mình đây. Trong đây mình có mấy căn nha cô chú anh chị. Đây. Bên kia là hồ bơi 979. Đây là nhà mình đây. Đây, đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong nhà mình. Trong thì nhà mình có cái sofa nên cô chú anh chị mua bán cho nhà tặng sofa cho mình luôn. Diện tích là ngang 4 dài 14 mét nha cô chú anh chị. Nhà một trệt một lầu, 3 phòng ngủ 2 vệ sinh. Đây là không gian phòng bếp nhà mình nè. Chủ nhà tặng cho mình bàn ăn này nha cô chú anh chị, kệ bếp rồi tủ bếp luôn nha. Đây là sao nhà mình, cuối nhà mình là nhà vệ sinh đây nha cô chú anh chị. Nhà vệ sinh của cuối nhà mình. Nhà mình hẻm 1927 thông qua 1979 nha cô chú anh chị. Nhà mình cách xe hơi nó khoảng chừng tầm 40-50 m nha cô chú anh chị. Nhà mình sổ hồng riêng. Mua bán chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng từ 70-80% nha cô chú anh chị. Giá 3 tỷ 3 là chủ nhà chỉ bớt lọc thôi nha. Trước chủ nhà kêu 3 tỷ rưỡi lần á, giờ Covid thì năm ra chủ nhà hạ xuống còn 3 tỷ 3. Đó, nhà mình khá rộng đẹp đó mấy nha cô chú anh chị. Nhà mình đúc nha cô chú anh chị. Đó, không gian dưới nhà mình rất là rộng rãi, trong nhà mình có khoảng chừng 4 căn. Đây em đưa cô chú anh chị lên trên lầu 1 để mình xem bên trên lầu 1 nhà mình. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà liên hệ qua cho em, số điện thoại là 0913 78 1712. Em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua để mình xem nhà nha cô chú anh chị. Trên lầu 1 của mình thì có 3 phòng ngủ nha cô chú anh chị. Đây cuối nhà mình ở nhà vệ sinh. Đó, cuối nhà mình ở nhà vệ sinh, đây một nhà vệ sinh là của lầu 1 nha cô chú anh chị. Còn nhà mình thì tất cả là cửa gỗ hết nha. Cửa gỗ. Đây là phòng sau, một phòng. Đây, em đưa chú chị soi phòng kế bên. Đây một phòng nữa là 2 phòng ngủ. Đây có thể kệ sách này cho chú anh chị không? Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà mình ở hẻm 1927 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà mình thông qua 1979 nha cô chú anh chị. Nhà có diện tích từ ngang 4, dài 14 m, nhà một trệt một lầu,
3 phòng ngủ 2 vệ sinh, chủ nhà muốn bán cái giá là 3 tỷ 3. 3 tỷ 3 thương lượng chính chủ. Nhà mình là cái tủ âm tường này nha cô chú chị. Đó, tủ âm tường luôn. Rất là đẹp, rất sang trọng luôn. 3 tỷ 3 thương lượng chính chủ. Chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng từ 70-80% nha cô chú chị. Đây phòng trước của nhà mình. Phòng trước của lầu 1. Nhà mình tất cả là cửa gỗ hết nha cô chú chị. Đây bên đây nhà mình có cái ban công nè, ban công trước nhà mình nè. Đây ban công trước nhà mình, bên kia là 1979. Đây cái sân trước nhà mình đây. Bên kia bên đây là trường học nha cô chú anh chị. Đó bên đó là nhà mình là trường học á. Đó bên đây mình gọi cửa sổ đó. Cửa sổ rất đẹp luôn, nhà mình rất thoáng nha cô chú anh chị. Đó, có rèm cửa luôn hết luôn. Nhà mình hướng đông nha cô chú anh chị. Nhà mình hướng đông. Hướng đông. Đó, là 3 phòng ngủ. Em cũng xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà mình ở hẻm 1927 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà mình có diện tích là ngang 4, dài 14 m. Nhà một trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ 2 vệ sinh. Nhà mình sổ hồng riêng. Chủ nhà muốn bán cái giá là 3 tỷ 3. 3 tỷ 3 bớt lọc nha cô chú anh chị. Chủ nhà có hỗ trợ với ngân hàng từ 70-80% luôn. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà cứ liên hệ cho Phương. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua xem nhà. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã xem cái kênh bán nhà của bên chính chủ nha. Em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.